Tiếp tục đến với diễn biến bộ phim Đấu Phá Thương Khung phần 5 tập 59. Tiểu Viêm đã giết chết Vân Sơn, báo thù sửa hận cho Tiêu Gia, nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Kẻ đứng sau màn là Vu Hộ Pháp đã hấp thu linh hồn của Vân Sơn khiến thực lực tăng mạnh. Đúng lúc Tiêu Viêm gặp nguy hiểm thì Mỹ đã toa hiện ra ngăn cản Vu Hộ Pháp. Rất nhiều video trên kênh đã bị chặn. Các bạn ghé qua kênh TikTok Phim 10 Phút để theo dõi nhiều video khác nhé. Link kênh ở bên dưới phần mô tả và bình luận. Sự xuất hiện của nàng ta làm cho Pháp Mã và Sa Hình Thiền cũng giật mình. Bọn họ hoàn toàn không biết điều này. Còn Hải Ba Đồng thì đã biết trước nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Có nàng ta hỗ trợ thì phần thắng lại lớn hơn. Vu Hộ Pháp đã từng nghe qua danh xưng của Mỹ Đỗ Toa. Lão ta lên tiếng khuyên nhủ Mỹ Đỗ Toa đừng quan đến chuyện của hồn điện. Nếu không, đến lúc đại họa lâm đầu thì hối hận đã muộn. Mỹ Đỗ Toa vẫn cứng rắn, cái mạng của Tiêu Viêm nàng đã định rồi. Trước khi mình lấy cái mạng hắn thì ai cũng không được đụng vào. Lời này làm cho tên kia phẫn nộ, gã ta lập tức phóng ra nhiều sợi xích tấn công Tiêu Viêm. Mỹ Đỗ Toa vội kéo tay Tiêu Viêm tránh né khỏi các sợi xích. Vu Hộ Pháp truy đuổi phía sau, tạo thành một màn mèo đuổi hai con chuột. Nhìn thấy Dược Lão vẫn đang bị vây khốn, Tiêu Viêm muốn nhờ nàng ta ra tay bảo vệ Dược Lão. Mỹ Đỗ Toa cũng cảm thấy khó, thực lực Vu Hộ Pháp quá mạnh, nàng cũng không phải đối thủ. Vô số sợi xích được lão tung ra, liên miên không dứt, Dược Lão thì cố gắng phản công. May mắn là dị hòa của ông lại khắc chế vũ khí Vu Hộ Pháp, đốt vũ khí lão ta thành bụi. Tiêu Viêm thấy vậy, liền nảy ra sáng kiến để Mỹ Đỗ Toa liên thủ với Dược Lão. Nhưng Dược Lão cũng đã bị thương, dù có liên thủ thì cũng khó mà chống lại người này. Nếu tên đó lại thừa cơ hội tấn công Tiêu Viêm, vậy thì không ai có thể ngăn cản được. Nhìn thấy Dược Lão liên tục bị dồn và thấy khó, hắn đành phải mặc kệ bản thân tự lo liệu, nàng ta chỉ cần trợ giúp Dược Lão mà thôi. Tình thế đã quá nguy cấp rồi, Mỹ Đỗ Toa đành phải nghe theo lời Tiêu Viêm. Nàng đẩy hắn ra xa rồi xông lên tấn công Vu Hộ Pháp. Hành động này làm cho lão ta bị phân tâm. Thế là Dực Lão có thời gian để thở, ông cũng nhanh chóng xông lên. Mỗi người một hướng công kích Vu Hộ Pháp. Vu Hộ Pháp nhận định thực lực của hai người này đều không kém, phải dùng đến tuyệt chiêu thôi. Thế là Vu Hộ Pháp lập tức bộc phát đấu kỹ. Luồng đấu kỹ cuồn cuộn tuồn vào linh hồn Vân Sơn, dự định lại cho nổ linh hồn Vân Sơn. Dực Lão và Mỹ Đỗ Toa lập tức xông lên ngăn cản, nhưng đã bị luồng đấu khí cuồn cuộn đẩy lùi. Các đệ tử Vân Lam Tông hoảng sợ bỏ chạy. Không gian xung quanh dần dần bị tối đen. Đám người Hải Ba Đồng hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì. Họ chỉ biết là tên hồn điện đang dẫn nổ linh hồn Vân Sơn. Nhưng màn sương đen là gì thì lại không rõ. Bên trong ẩn chứa một cỗ năng lượng cực kỳ đáng sợ. Sóng linh hồn tỏa ra cũng cực kỳ đáng sợ. Sau một hồi giao thủ, Mỹ Đỗ Toa và Dược Lão đều bị đẩy lùi. Vu Hộ Pháp được đà xông lên tấn công Dược Lão. Mỹ Đỗ Toa phải cố gắng lao lên hỗ trợ. Biết bản thân khó thoát, Dược Lão đành phải truyền lại sợ bản nguyên cốt linh lãnh hòa cho Tiêu Viêm. Nếu như ông gặp bất hạnh thì ấn ký sẽ biến mất. Sau này gặp được người bạn tốt của ông là Phong Tôn Giả thì hãy đem chiếc nhẫn cho ông ta xem. Ông ta sẽ trợ giúp cho Tiêu Viêm. Vừa truyền lời xong thì Dược Lão đã bị trúng vô số đòn công kích. Ông chỉ kịp nói vài lời nhắn nhủ thì cơ thể đã bị Vu Hộ Pháp bắt được. Đấu khí của Vu Hộ Pháp biến mất, mọi thứ nhanh chóng bình thường trở lại. Tiêu Viêm thẫn thờ như người mất hồn. Mất mát này đối với hắn là quá lớn, tên kia vẫn không muốn buông tha cho nam chính. Lão xông về phía Tiêu Viêm, Hải Ba Đồng và Pháp Mã đồng loạt xông lên ngăn cản, nhưng công kích của hai người lại dễ dàng bị đánh tan. Đúng vào lúc này, Từ Nghiên bất ngờ xông lên. Tuy thực lực cô bé chỉ là đấu vương, nhưng chiến lực lại mạnh hơn rất nhiều, có thể ngăn cản đòn công kích của đối thủ. Ban nãy chiến đấu đã tiêu tốn khá nhiều thời gian, cho nên đấu kỹ mà lão ta thi triển sắp hết thời gian. Lão cố gắng đẩy lui Từ Nghiên. Tiêu Viêm bất ngờ tỉnh táo lại, hắn phẫn nộ xông lên tấn công định giành lại Dược Lão. Tốc độ hắn vô cùng nhanh, nhưng Vu Hộ Pháp lại dễ dàng tránh né. Lão ta yêu cầu nếu muốn gặp được Dược Lão thì cứ đi theo mình. Tiêu Viêm vẫn muốn xông lên, suýt chút nữa thì đã bị dính chưởng. May mà Mỹ Đỗ Toa đã kịp thời ngăn cản. Lão ta để lại lời nhắn hẹn gặp mặt Tiêu Viêm tại hồn điện. Tiêu Viêm vẫn ngoan cố đuổi theo nhưng bị Mỹ Đỗ Toa ngăn cản. Không thể vì xúc động mà liều lĩnh được. Muốn cứu Dược Lão thì hắn phải mạnh lên. Mọi hy vọng của ông đều gửi gắm vào hắn, đừng để ông ta thất vọng. Hơn nữa Tiêu Gia muốn chấn hưng tại Gia Mã Đế Quốc thì phải dựa vào hắn. Tiêu Viêm quyết định quay lại trừng phạt Vân Lam Tông. Nạp Lan Yên Nhiên thấy vậy cũng không biết nên làm như thế nào. Xem bộ dạng giận dữ của hắn thì Vân Lam Tông khó thoát khỏi kiếp nạn. Hai người thân quan trọng nhất đều vì Vân Lam Tông mà gặp nạn. Mối thù này vốn không có cơ hội thỏa hiệp. Vân Vận hoàn toàn biết điều này nên cũng lên tiếng hỏi hắn muốn làm như thế nào. Tiêu Viêm với giọng điệu phẫn nộ uy hiếp,
Vân Vân vẫn tiếp tục khuyên ngăn, nhưng hắn vẫn kiên quyết. Chỉ cần Vân Lam Tông còn tồn tại ở Sa Mã Đế Quốc thì hắn sẽ không thu tay lại. Vân Vân nghe vậy cũng không tiếp tục khuyên ngăn nữa. Thân là tông chủ, nàng phải có trách nhiệm. Nếu hắn cứ khăng khăng muốn hủy diệt tông môn này, vậy thì trước tiên phải đánh bại mình nàng. Nạp Lan yên nhiên muốn ra sân thay sư phụ mình. Đáng tiếc là còn chưa kịp thể hiện thì đã bị hắn đánh cho sấp mặt. Sau đó cầm cổ suýt chút nữa là giết chết. Đúng lúc này, Yêu Dạ dẫn quân đội xông vào bảo vệ toàn bộ đệ tử Vân Lam Tông. Giờ chỉ cần ý kiến của Tiểu Viêm nữa thôi là hành động rồi. Tiểu Viêm buông tha cho Nạp Lan yên nhiên. Vân Vân định dùng tính mạng của mình bồi tội. Nếu tông môn bị diệt sạch, bản thân nàng cũng chẳng còn mặt mũi để sống nữa. Lời này làm cho hắn cũng phải suy nghĩ. Hai ba đồng tiến lại khuyên giải, cho rằng kẻ cầm đầu đã bị tiêu diệt rồi. Những đệ tử và trưởng lão khác cũng không biết, bọn họ hoàn toàn không có tội. Sau thoáng chốc suy nghĩ, hắn cũng đồng ý buông thai cho các đệ tử. Tông môn phải giải tán trong vòng một tháng, nếu không thì không thai cho một ai. Kết quả này đã là viên mãn nhất rồi. Nội dung tập phim đến đây hết rồi, các bạn hãy đón xem diễn biến các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!